Quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Câu chuyện pháp luật của Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đôi khi trong cuộc sống có những sự việc tưởng chừng như vô hại, song lại trở nên hết sức nguy hiểm mà bản thân người thực hiện hành vi đó lại ít khi ngờ đến. Sự nhiệt tình là rất cần thiết, đáng quý, nhưng trong một số trường hợp vô tình lại gây nên hiểm họa khó lường. Về phương diện pháp lý, mỗi khi xét đến yếu tố lỗi, người ta thường xem xét đến mục đích của hành vi. Xong cho dù thế nào đi chăng nữa, thì đến lúc đó hậu quả pháp lý đã xảy ra rồi. Phải chăng mỗi khi chúng ta làm một việc gì đó, chúng ta luôn nhớ rằng cẩn tắc vô áy náy? Vâng, cẩn tắc vô áy náy sẽ là một trong những nội dung xuyên suốt trong chương trình Câu chuyện pháp luật ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Dạ, em chào bác ạ. Dạ vâng, xin chào anh ạ. Dạ, bác cho em hỏi luật sư Truyền ạ. À, rất tiếc là hôm nay luật sư Truyền lại đi vắng mất rồi. Anh Nghệ có cái gì ạ? À dạ, em xin tự giới thiệu. Em là Mạnh. Dạ, chả là hôm trước em nghe luật sư Truyền trả lời cái chương trình pháp luật ở trên TV. À, luật sư Truyền trả lời về cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Em thấy rất đúng, rất chính xác và rất chuẩn. Cho nên hôm nay em muốn gặp luật sư Truyền để nhờ luật sư giải quyết một số vấn đề ạ. À, nhưng mà hình như em thấy bác quen quen. Hình như là... Ôi chú Chiến rồi, bác là luật sư Chiến đúng không ạ? Vâng, tôi là Chiến đây. Vâng, em xin chào anh. Mà nghĩ việc quá cho nên xin không mời anh ngồi kìa. Dạ. À, thế hôm nay anh Mạnh đến với chúng tôi lại có việc gì đấy ạ? Dạ thưa luật sư, hôm nay em thấy em rất là may mắn ạ. Ra đường không biết là bước chân gì nhưng mà không gặp được luật sư Truyền, nhưng mà gặp được luật sư là cái điều rất là hạnh phúc đối với em ạ. Dạ, việc của em nó là thế này luật sư ạ. Đi đâu mà vội vàng vàng như ma đuổi thế hả? Anh nói em là lớn rồi. Mà hôm nay anh hết việc à mà này. Làm đây. Ôi chứ hết việc là thế nào? Thông báo quan trọng của tổ dân phố ấy. Cô rất thì chỉ được cái. Em là rồi, anh thì nói em cũng rất. Ôi. Lớn rồi, em không thích. Cô rất buồn cười thật. Có phải ai muốn gọi cô rất cũng được đâu. Sứt là sứt duyên, sứt dáng anh mới gọi, chú phải sứt vòi anh mới gọi, chứ không sứt thì anh gọi làm gì, chú phải gì được đấy. Lần sau mà anh mà gọi em cũng sứt, em không thưa đâu. Ừ, thôi, được rồi. Này, thế có chuyện gì mà cứ vội vội vàng thế, chắc là chúng quả động đúng không? Em ra đây bỏ đi miệng. Điều việc gì nói nghe thế nào? Đi ra lần... Việc quan trọng bí mật, không nói được. À, thế là cô Sứt giấu anh nhá. Nếu như không nói ấy, là anh thông báo lên trên tổ dân phố là cô Sứt là... Em nói. Ừ. Chẳng thế này. Bác em bị bệnh A. Làm gì có bệnh A, bệnh B, chỉ cô Sứt chỉ được cái danh việc quá. Mày ung thư ấy. Ung thư à? Vâng. Ừ, thế anh chia buồn với cô Sứt, anh không biết. Ung thư giai đoạn cuối rồi, đau. Ung thư giai đoạn cuối không ngủ được. Thế là ông anh bà mẹ hai em đi mua thuốc lúc ngủ. Cái loại gác đê lan nhiều ngao ấy. Sao lại đi mua thuốc ngủ gác đê lan liều cao làm cái gì? Thì là anh Hà bảo là mua về cho bác uống. Ui giời, thế tại sao ông ấy không tự đi mua lại bảo cô Sứt biết gì đâu mà đi mua cái chứ lại khổ thân. Thì em biết đâu, anh cứ bảo là mua về cho bác ấy uống. Hỏi bác này, lúc nào bác ấy đau thì cho bác ấy uống quá nhiều đi. Nhớ bác ấy có chết. Ôi, nó ra đi, đánh hẳn. Tại sao lại cho uống quá liều quá nguy hiểm lắm, mày nghe rùn hết cả người cô Sứt ạ. Ra đi anh hẳn, bây giờ cứ để bác ấy đau như thế, tội cho bác ấy. Thôi em đi nhá. Nhưng mà thì anh hỏi, thì tại sao cô Sứt lại biết cái thuốc ấy mà đi mua? Muốn mua được thì mày móc nối các cửa hàng. Các cửa hàng được hiệu nào nhà bán. À, nhưng mà vấn đề là họ không dám bày bán như các loại thông thường khác. Rồi, có nghĩa là cửa hàng dược liệu nào cũng bán nhưng mà người ta không dám bán công khai đúng không? À, mà em biết. Thế là cô Sứt giỏi, chứ còn gì có nghĩa là cô Sứt mua được cái thuốc đấy là cô Sứt rất giỏi. Anh té mồm thôi. Rồi, té mồm anh ạ. Nhưng mà thế tại sao cô Sứt lại có cái mối quan hệ mà cô Sứt lại mua được cái thuốc đấy là thế nào? Nói em đang nói anh nhảy ở mồm em nói em làm luôn. Tại vì cô Sứt cứ vòng vo mãi thì nói anh nghe nào. Tại sao? Thì anh biết em yên la liếm ở ngắt quán em nó rồi đi. Thần la liếm. Quán nào em nhỏ quen. Thế nên giờ em đố anh không quen biết ta nó bán cho anh đấy.
có nghĩa là phải là quen biết này, phải la liếm này, phải có mối quan hệ sâu rộng thì mới mua được, đúng không? Cô rất giỏi. Nếu anh ngơ ngơ mà có cái giỏi phết. Cách nữa nhá. Cách nữa như nào? Cách nữa hai. Loại thuốc này muốn uống thì phải có đơn bác sĩ. Tất nhiên thuốc nào thì phải có đơn của bác sĩ. Nhưng mà muốn có cái đơn đấy không dễ dàng. Mình phải phong bì bọc bao cho bác sĩ. Bệnh viện nào mà nhằng ngó ngửa nhau. À này, anh công nhận là cú sứt rất giỏi. Nhưng mà anh nghe nói ấy, phong bì phong bao cho bác sĩ bây giờ ấy, quá 2 triệu ấy là vi phạm pháp luật. Anh đi tù đấy nhá. Anh nhảm biết gì nữa. Anh sợ đi tù đúng không? Đúng. Anh sợ 2 triệu đi tù thì anh đi 1,5 triệu. Nếu 7, anh đi làm nhiều lần. 1,5 triệu, 1,7 triệu. Vâng. Cộng lại là hơn 2 triệu. Ai dám hát được anh đúng không? Cú sứt giỏi, anh tưởng ngơ ngơ sứt sứt thế mà giỏi ra vết đi. Nhưng mà này, nhưng mà từ lúc nãy sứt nói cái gì nhỉ? Thế việc nó anh chưa rõ lắm. Anh lại hiểu em đi này. Ở đây. Bác em đang đau. Cú sứt. Trời ơi. Khổ thế đấy luật sư ạ. Thực ra đây không phải là chuyện của em. Nhưng mà em thấy nó cứ áy náy thế nào ấy. Dạ, tính em thì cứ hay vác tù và hàng tổng. Dạ, em mong luật sư thông cảm cho em ạ. Ồ, không có gì. Dạ, luật sư ơi, luật sư cho em hỏi. Việc anh của cu sứt sai cu sứt đi mua thuốc ngủ liều cao về cho bác uống ấy. Như vậy có đúng không? Mà pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào ạ? Theo quy định của pháp luật về cơ sở bán thuốc, cụ thể là điều 27 của luật dược quy định là đối với cơ sở bán thuốc thì có cái quyền từ chối cái việc bán thuốc cho những người mà thuốc bắt buộc phải có cái đơn nhưng lại không có đơn đến mua thuốc. Đồng thời điều 28 cũng quy định rõ về trách nhiệm của cơ sở bán thuốc. Nếu như trường hợp anh bán thuốc mà sai với quy định của pháp luật mà gây ra hậu quả thì phải có trách nhiệm bồi thường. Và điều 9 của luật dược năm 2005 cũng có quy định về các hành vi nghiêm cấm. Cụ thể đó là cái việc mà bán lẻ thuốc trong trường hợp mà thuốc phải có đơn kê của bác sĩ mà lại không có đơn thì đấy là pháp luật cấm, không được bán trong cái trường hợp này. Em cũng nghĩ như thế mà. Nhưng mà bởi vì em không hiểu pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào luật sư ạ, cho nên em không thể tư vấn cho anh em nhà cu sứt được. Mà luật sư này, em nghe nói ấy, hôm đấy là cu sứt đi tìm mua nhưng mà vẫn chưa mua được thuốc bởi vì tất cả các hiệu thuốc đều hết thuốc. Nhưng mà theo ý kiến của anh cu sứt ấy, thì chắc chắn cu sứt sẽ tìm mọi cách mua bằng được thuốc ngủ liều cao về cho bác uống. Thế em xin hỏi luật sư, trong trường hợp mà mua được thuốc mà cho bác uống, quá ra đấy, chẳng may bác đột tử thì cu sứt có phải chịu trách nhiệm hình sự không ạ? Nếu như cu sứt mà mua được cái thuốc ngủ liều cao này về mà cho ông bác uống không đúng theo cái liều bác sĩ chỉ định mà không may ông bác là có làm sao, mà nếu như dẫn đến hậu quả chết người thì có thể phải chịu trách nhiệm về cái tội là vô ý làm chết người. Còn nếu như trường hợp cu sứt mà mua thuốc về dặn ông bác là uống và theo cái sự chỉ định của bác sĩ thì cái việc mà ông bác tự ý uống mà dẫn đến hậu quả gì thì cu sứt sẽ không phải chịu trách nhiệm về cái tội mà quy định trong bộ luật hình sự là điều 98. Nghe luật sư nói nếu như không ngăn cản kịp thời thì chắc chắn cu sứt sẽ vi phạm pháp luật rồi luật sư ạ. Thế chứ lại mà luật sư ơi, em còn thấy cu sứt nói thế này này. Trong trường hợp nếu như không mua được thuốc ở ngoài ấy thì có thể nhờ bác sĩ mà có thể phong bì cho bác sĩ để bác sĩ mua cho. Thế có đúng không ạ luật sư? Mà như thế có vi phạm pháp luật không ạ? Trường hợp này ấy, thì cũng là cái dấu hiệu của một cái hành vi vi phạm pháp luật đấy. Bởi vì bác sĩ kê đơn để mà bán cái loại thuốc chịu sự kiểm soát đặc biệt này, cụ thể là thuốc ngủ liều cao, thì bắt buộc là phải trên cơ sở khám thực tế của người bệnh, xác định cái bệnh trạng của họ, xem là có cần phải dùng đến cái loại thuốc này hay không, và cái liều dùng cụ thể là bao nhiêu thì mới đảm bảo cái sự an toàn. Nhưng nếu như bác sĩ lại vì cái phong bì phong bao để mà kê đơn bừa đi cho người ta đi mua thuốc, rồi đến khi mà về xây dựng hậu quả nghiêm trọng nào đó thì cái trách nhiệm cũng là liên đới. Thế do vậy mà cái việc bác sĩ làm
mà không đúng quy định của pháp luật, do nhận phong bì phong bao mà kê đơn một cách bừa bãi, thì nó có dấu hiệu của cái tội là nhận hối lộ. Cụ Sứt nói với em thế này, nếu như đưa không quá 2 triệu thì không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thì cụ Sứt có bày cho em một cách là chia nhỏ số tiền ấy ra và đưa làm nhiều lần, như thế thì có vi phạm pháp luật không hả luật sư? Trong trường hợp mà một người sử dụng tiền bạc để đưa cho một người khác để làm cái việc sai trái, thì theo quy định tại điều 298 ấy, là từ 2 triệu cho đến 10 triệu là phải chịu trách nhiệm hình sự ở khoản 1. Thế nhưng mà trường hợp dưới 2 triệu mà lại chia nhỏ ra làm nhiều lần thì pháp luật cũng có quy định là cái trường hợp này là vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Bởi vì là trong trường hợp mà từ 2 triệu thì chỉ cần một lần đã là cấu thành cái tội quy định tại điều 298 Bộ luật hình sự rồi. Nhưng mà dưới 2 triệu nhưng lại chia ra làm nhiều lần thì quy định của pháp luật ở cái yếu tố cấu thành cơ bản cũng đề cập đến là vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự ở khoản 1 theo điều 298 Bộ luật hình sự. Thế thì nguy hiểm quá luật sư ạ. Nếu như cái chuyện mua thuốc và chuyện đưa phong bì này bị phát hiện ra thì chắc chắn anh em nhà cụ Sứt là vi phạm pháp luật, sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự mất rồi. Thôi, đúng rồi đấy anh Mạnh ạ. Nghe luật sư nói em cũng đã hiểu được vấn đề. Em có lẽ em phải về ngay để tư vấn cho anh em nhà cụ Sứt biết để tránh, chứ không có chẳng may lại vi phạm pháp luật, lại truy cứu trách nhiệm hình sự thì khổ cho anh em nhà cụ Sứt lắm luật sư ạ. Thôi em cảm ơn luật sư. Vâng. Em xin phép luật sư về để truyền đạt ý kiến của luật sư ngay cho anh em cụ Sứt. Vâng, thế chào anh Mạnh nhé. Dạ. Anh khẩn trương anh về đi. Nếu không có thì cô Sứt đi nhỡ làm những các cái chuyện nó không đúng ấy thì lại vi phạm pháp luật thì vâng, khổ. Vâng, em cảm ơn luật sư ạ. Dạ, em về ngay đây ạ. Dạ, em chào luật sư ạ. Thưa quý vị và các bạn, giúp người nhưng có thể trở thành hại người, ranh giới giữa hai việc có vẻ như rất mong manh. Điều này cũng cho thấy chúng ta cần hết sức cẩn trọng mỗi khi thực hiện một việc gì đó có thể gây hại cho mình hoặc người khác. Chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cũng như yêu cầu giải đáp thắc mắc xin quý vị gửi về chuyên mục Câu chuyện pháp luật, Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội. Hòm thư điện tử của chương trình Câu chuyện pháp luật a@vtv.vn. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.